Phút 37 trong màn đại chiến giữa Inter Miami và Toronto FC, một khoảnh khắc khiến triệu con tim yêu Lionel Messi tan vỡ đã xuất hiện theo cách tàn nhẫn. Leo đượm buồn trao lại tấm băng đội trưởng cho Jetlin. Anh từ tốn tháo bọc ống đồng, chậm chậm rời sân trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Buồn thay, Goat đã phải tạm gác lại show diễn thiên tài bởi cơn đau chết tiệt. Khi Messi rời sân, những tiếng vỗ tay từ khắp các góc khán đài tại DRVPNK cũng xuất hiện để tán dương tấm áo số 10 hồng nhạt, dù trong thâm tâm các cổ động viên là cả đại dương của sự hụt hẫng. Ngày hôm nay, Inter Miami đã có chiến thắng tuyệt vời trước đối thủ Toronto. Song chấn thương mà Messi gặp phải thực sự là một vết gợn cho chiến công này. Với những tín đồ của El Pulga, trong suy nghĩ thiển cận vô lo của họ đã bắt đầu hình thành những dấu chấm lửng đau nhói rằng Messi ở tuổi 36 thực sự đã cho thấy dấu hiệu của tuổi tác. Chuyện gì đã xảy ra với Lionel Messi thần thánh của chúng ta ở trận cầu vừa qua? Ngay sau đây, hãy cùng tôi là bình luận viên Mai Anh Tài đi tìm câu trả lời. Trước khi xuất hiện hình ảnh tồi tệ ở phút 37, không thể phủ nhận Messi đã có màn trình diễn mang đến nhiều hy vọng. Song với những ai quan sát kỹ, Goat của chúng ta dường như đã bộc lộ những dấu hiệu không ổn về mặt thể trạng. Khoảnh khắc khác biệt của ngày hôm nay chắc chắn là giây phút Lionel Messi tiến ra đường hầm cầu trường DRVPNK với tấm băng đội trưởng. Các cổ động viên và cầu thủ Inter Miami hiểu rằng một khi Leo đá chính, cơ hội chiến thắng của họ sẽ được gia tăng lên gấp bội. Nhưng đối thủ Toronto cũng không phải dạng vừa. Họ đang sở hữu bộ đôi nguyên tử một thời của Serie A, Federico Bernardeschi và Lorenzo Insigne. Có chăng nhược điểm phòng ngự đã khiến họ trải qua chuỗi thành tích tệ hại. Màn đại chiến tại Florida bắt đầu và như thường lệ, mọi sự chú ý đổ dồn vào tấm áo số 10 của Lionel Messi. Cứ mỗi lần El Pulga chạm bóng, những tiếng nổ trên khán đài lại xuất hiện. El Pulga trở thành luồng sinh khí rực rỡ cho lối đá tấn công của đội chủ nhà. Có cảm giác tinh thần của binh đoàn áo hồng đã thăng hoa thấy rõ khi được sát cánh cùng người thủ quân vĩ đại, khác hoàn toàn với bộ mặt chán trường trước Atlanta ở vòng đấu trước. Trước sức ép của Messi và các đồng đội, hàng thủ Toronto lập tức mắc sai lầm với pha mất bóng vô duyên ở phút thứ tư. Song Martinez đã dứt điểm thiếu chính xác đầy tiếc nuối. Dù vậy, Toronto cũng cho thấy họ không phải đến cầu trường PNK chỉ để chịu trận. Sức sống từ Insigne mang đến cho đội khách những tia hy vọng. Phút 13, Sergio Busquets có sai lầm hiếm thấy, tạo điều kiện để Kerr thoát xuống đối mặt với Callander. Thế nhưng tiền đạo của Toronto đã bỏ lỡ một cách khó tin dù đã có hai cơ hội dứt điểm liên tiếp. Một lần nữa, điểm yếu nơi hàng phòng ngự lại là vấn đề đau nhói đối với Tata Martino. Nói không qua khi họ cần một phiên bản Messi khác cho mặt trận bảo vệ mảnh lưới. Sau tình huống trở về từ cõi chết trong gang tấc, các cầu thủ Inter Miami hiểu rằng chỉ có dồn lực lên tấn công mới là phương án tốt nhất để loại bỏ gánh nặng cho hàng thủ. Đội chủ nhà vùng lên và hãm thành liên tục. Và dĩ nhiên phần lớn các pha lên bóng đều qua chân của nhạc trưởng Lionel Messi. Liên tục là El Pulga quấy đảo hàng thủ Toronto, khiến đội khách hoa mắt chóng mặt. Thế nhưng có cảm giác ngày hôm nay không thuộc về Leo. Sự đen đủi liên tục kéo theo các cơ hội của bọn chết nguyên tử. Phút 18, Messi có bóng, tung hoành giữa một rừng cầu thủ Toronto. Góc sút mở ra và tất cả đã chờ đợi một siêu phẩm tầm xa tiếp theo đến từ số 10 thiên tài. Nhưng viễn cảnh trong mơ bỗng chốc tan vỡ khi cú đá quyết định của Messi đã không đủ lực và đủ hiểm để sẽ tan mảnh lưới của đại diện đến từ Canada. Nhưng thiên tài vẫn là thiên tài. Thiên tài thì không thể chùn bước trước thử thách. Leo tiếp tục hiệu triệu các đồng đội vùng lên và anh một lần nữa tả xưng hữu đột ở phút 21. Một mình Leo chống chọi đến 3-4 cầu thủ phòng ngự bên phía Toronto. El Pulga đã vượt qua gần như toàn bộ chướng ngại vật và chỉ tiếc là cú đá quyết định đã bị chặn lại. Bằng không mọi chuyện có lẽ đã trở thành màu hồng với siêu phẩm solo mỹ miều đến từ Goat của chúng ta. Đến phút 23, sự tiếc nuối lên đến đỉnh điểm khi mà Messi bỏ lỡ cơ hội ở cự ly gần, treo một đường bóng tuyệt vời hướng thẳng đến người đàn anh vĩ đại. Nhưng thật không may, bóng lại tìm đến cái chân phải, cộng hưởng với động tác hơi với của Leo. Nhìn những nỗ lực không biết mệt mỏi của Messi, chúng ta lại càng nể phục tinh thần chiến đấu quên đi cái tuổi 36, suy giảm nghiêm trọng về mặt thể lực của El Pulga. Goat hiểu rằng Inter Miami đang trâu cậy hết vào phẩm chất thiên tài này anh. Vì vậy những phút giây tỏa sáng để cứu rỗi đội bóng là ý niệm quan trọng nhất đối với Messi. Sau tất cả, bóng đá còn là cuộc chơi khốc liệt của số phận. Đôi khi những kết cục không ngờ đến lại xuất hiện, bất chợt kéo theo là sự tiếc nuối vô bờ. Thật không may, cái tên được chờ đợi nhất trên sân, Lionel Messi, lại phải chia tay thảm cỏ DRVPNK ngày hôm nay
quá sớm vì chấn thương. Khi hiệp 1 còn 10 phút nữa là khép lại, Messi bắt đầu cho thấy những dấu hiệu bất thường. Anh xoa bóp gân khoeo và di chuyển rất thận trọng. Sau đó là động tác ra dấu thay người cho bàn huấn luyện. Phút 37, Messi chính thức rời sân và nhường chỗ cho Robert Taylor. Kéo theo đó là sự lo lắng từ các cổ động viên Inter Miami. Không chỉ vì đội bóng con cưng sẽ mất đi gần 50% sức mạnh, mà những nghi ngại còn tập trung vào đôi chân quý giá của Leo. Rằng với chuỗi ngày cày ải từ đội tuyển quốc gia đến cấp độ câu lạc bộ, gót của họ đã thực sự mệt mỏi. Sau khi được thay ra thì Messi ngồi trên băng ghế dự bị được 5 phút với gương mặt thất vọng trước khi lặng lẽ rút lui vào vòng thay đồ. Một ngày khá buồn đối với El Pulga. Bỏ lỡ màn đối đầu với Bolivia, vắng mặt ở cầu trường Atlanta và giờ là rời sân khi hiệp 1 chưa kết thúc ở tiểu bang Florida. Đó phải chăng là cái giá phải trả cho trọng trách vị thần gánh team ở mọi chiến dịch mà Leo đang mang trên người? Messi ở 37 phút có mặt trên sân ngày hôm nay vốn dĩ đã cho thấy những bước chạy rất khác so với những thời điểm còn sục sức. Nhưng việc anh phải rời sân sớm như vậy thực sự mang đến cú sốc dành cho người hâm mộ. Messi bị thay ra khiến lối chơi của Inter Miami trở nên khô cứng. Thậm chí nói không ngoa, sự thiếu vắng Lionel Messi làm cho phần còn lại của trận đấu trở nên nàm chán thấy rõ. Vì đơn giản, no Messi là no party. Tầm ảnh hưởng của El Pulga đơn giản là quá lớn và bao trùm lên thị hiếu xem bóng đá của người dân Mỹ. Giờ đây các cầu thủ Inter Miami hiểu rằng họ phải chiến đấu gấp nhiều lần khả năng khi mất đi thủ lĩnh tinh thần và chuyên môn. Thậm chí trước đó, đối tác ăn ý của Messi là Jordi Alba cũng phải rời sân vì vấn đề tương tự. Người từ tuyệt lộ được ban cho hy vọng. Không ai ngờ rằng giữa thời điểm khó khăn bủa vây, Inter Miami lại có bàn mở điểm như từ trên trời rơi xuống. Phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1, thủ thành Romero mắc sai lầm khó tin. Anh đẩy bóng thẳng vào tầm chân của Farias. Và đương nhiên ngôi sao của Miami đã không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm, tung lưới đối thủ. Bàn thắng không chỉ có giá trị về mặt kết quả trên bảng điện tử, mà còn đánh tan sự u ám đang bao trùm lấy Inter Miami, xoa dịu phần nào niềm hoang mang khi đội trưởng Messi phải rời sân vì chấn thương. Cá nhân Leo lúc này có lẽ cũng đã nhẹ nhõm trước pha lập công tuyệt đẹp của người đàn em, rằng thiếu anh, đội chủ nhà vẫn đủ khả năng để vượt qua sóng gió. Bước sang hiệp 2, Inter Miami tiếp tục chơi thăng hoa với lợi thế dẫn điểm, và rồi sự chống trả của Toronto trở nên vô vọng ở phút 54. Người vào thay Messi là Robert Taylor đã có pha đột phá dũng mãnh rồi dứt điểm hiểm hóc, hạ gục Romero nhân đôi cách biệt. Đến lúc này, những tiếng thở hắt ra từ Tata Martino và các cộng sự có lẽ là sự phản ánh rõ ràng nhất cho thế trận ngày hôm nay. Khởi đầu khó khăn, đỉnh điểm là Messi rời sân, có được bàn thắng hy hữu và cuối cùng là cú chốt hạ ấn tượng cho 3 điểm quý giá. Inter Miami như đi một vòng sinh tử cho tham vọng giành vé đến vòng playoff mà họ đang ấp ủ. Inter Miami trong những phút còn lại càng chơi càng hay. Trước sự vỡ vụn của hàng thủ Toronto, họ tiếp tục nã vào lưới đối thủ thêm 2 bàn nữa. Một pha lập công của Robert Taylor hoàn tất cú đúp ở phút 87. Xen giữa là tình huống làm bàn của Cremacci ở phút thứ 73. Trước cuộc, Inter Miami giành chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Toronto, qua đó vươn lên vị trí thứ 13 cùng với hy vọng cho suất giành vé dự playoff. Nhưng spotlight của trận đấu có lẽ nằm ở Lionel Messi với những lo lắng cho tình trạng chấn thương mà GOAT đang gặp phải. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn với Leo vì Miami có thể vượt khó trong ngày hôm nay. Nhưng không có gì chắc chắn nếu họ tiếp tục thiếu vị thần gánh team cho các trận đấu tới. Chúc những điều tốt lành nhất dành cho anh, Lionel Messi.